Chuyện kể về cậu bé ham chơi bỏ nhà đi khiến cha mẹ buồn bã ngất đi. Khi cậu trở về, quanh sân nhà chỉ còn lại một cái cây với loại quả cho dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ. Sau đó được mọi người gọi là cây vú sữa. Hôm nay cô xin kể cho các con nghe câu chuyện sự tích cây vú sữa. Mời các con cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi, không nghe lời mẹ. Một lần bị mẹ mắng, cậu giận mẹ bỏ đi. Cậu la cà dạo chơi khắp nơi. Mẹ cậu ở nhà lo lắng không biết cậu ở đâu nên rất buồn. Bà ngày nào cũng ngồi ở bậc cửa ngóng trông con trở về. Thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu mất. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ. Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn. Khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bảo vệ mình. Về với mẹ thôi. Cậu vội tìm đường về nhà. Ở nhà cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Con đói quá. Cậu gục xuống, ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh đó bỗng rung rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to mọng rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to, cậu thốt lên, chát quá. Quả thứ hai rơi xuống, cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả, cậu thốt lên, cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống, cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ. Cây rung rinh cành lá thì thào, ăn trái 3 lần mới biết trái ngon, con có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Cậu oà lên khóc, mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về đứa con thân yêu. Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sữa. Bài học rút ra từ câu chuyện cổ tích cây vú sữa. Khi bố mẹ còn sống, hãy làm bố mẹ vui, tự hào vì các con. Đừng để đến lúc bố mẹ mất rồi mới nhận ra sai lầm, ân hận thì đã quá muộn. Cha mẹ dù có trách mắng thế nào cũng chỉ mong điều tốt cho con cái. Với con cái, bố mẹ luôn bao dung, yêu thương, che chở dù con cái sai lầm gì. Đạo làm con phải đặt chữ hiếu lên trên hết. Nếu không hiếu thảo với bố mẹ thì khó được mọi người tôn trọng và thành công trong cuộc sống. Nếu chúng ta có thất bại hay thành công thì gia đình luôn là nơi dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về, yêu thương và che chở. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô nhé. Cảm ơn các con nhiều.